Xin chào các bạn học sinh lớp 6. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu sang bài 20 Vai trò của thực vật trong đời sống và trong tự nhiên ở bộ sách Cánh Diều nha các em. Bây giờ chúng ta có thể hãy kể về vai trò của thực vật đối với con người mà em biết. Thì nhìn xung quanh chúng ta có những cái cây gì á, rồi chúng ta sử dụng nó với mục đích gì á, thì chúng ta sẽ nêu ra được cái vai trò của thực vật. Cô lấy ví dụ đơn giản, hàng ngày chúng ta ăn các loại rau chẳng hạn, ví dụ như là rau cải hoặc là rau giá chẳng hạn, thì thực vật có vai trò gì các em? Cung cấp thực phẩm cho con người này. Hoặc là ví dụ như chúng ta bố mẹ nha, chúng ta trồng rất là nhiều những cái cây cảnh, ví dụ như là hoa hồng này ở xung trước nhà mình này, hoặc là những cây dây leo lên để tạo cảnh đẹp này, ví dụ như hoa giấy này, thì chúng ta gọi đó là gì? Cung cấp cái gì các em? Cây làm cảnh để tạo cảnh quan cho đẹp. Hoặc là trồng những cái cây xanh to phía trước để lấy bóng mát chẳng hạn, thì đó là cái cây gì? Cái cây làm cảnh và trang trí, giúp điều hòa khí hậu, làm cho khí hậu trở nên mát mẻ hơn rất là nhiều. Hoặc là người Việt Nam chúng ta thì lúc nào cũng sử dụng gì các em? Gạo là thực phẩm chính hàng ngày để nấu thành cơm. Mà chúng ta biết gạo là được sản xuất ra từ đâu? Đó chính là từ cây lúa, đúng không? Chúng ta trồng cây lúa thì chúng ta mới thu hoạch được gì? Thu hoạch được hạt lúa đem máy thì chúng ta mới được cái hạt gạo và nấu thành cơm. Như vậy là nó cung cấp gì em? Lương thực cho con người. Như vậy bây giờ để hiểu rõ hơn, một cách bao quát hơn, thì chúng ta tìm hiểu sang cái phần đầu tiên. Đó là phần 1, vai trò của thực vật đối với đời sống của con người. Thì ở trong cái phần này người ta có một cái bảng hình 20.1 em. Em quan sát cái hình vẽ này nè. Đấy, hình 20.1. Một số vai trò của thực vật đối với đời sống con người. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy là thực vật nó được sử dụng trong nhiều cái lĩnh vực trong cái đời sống của con người. Và bây giờ chúng ta sẽ đúc kết lại đó là những lĩnh vực nào bằng cách chúng ta quan sát hình vẽ này này. Vai trò của thực vật. Thứ nhất là làm gì các em? Làm lương thực thực phẩm. Như vậy lương thực nó khác với thực phẩm ở chỗ nào? Lương thực là cung cấp tinh bột cho con người, ví dụ như là gạo này, lúa này, hoặc là ngô này, hoặc là sắn này, mì này, đúng chưa? Là cung cấp cái, hoặc là lúa mì, ở nước ngoài chúng ta có lúa mì này để sản xuất ra bánh mì cho các em, thì đó là lương thực. Rồi thực phẩm là những cái loại mà chúng ta sử dụng hàng ngày để chế biến và tạo thành cái nguồn thức ăn cho chúng ta, và có thể thay đổi một cách thường xuyên, như là các cái loại quả, các loại rau củ như là cà chua, hành này, súp lơ này, bắp cải, dưa chuột, bí, bầu, vân vân. Hoặc là các loại trái cây như là đu đủ này, thơm này, chuối, nho, dưa hấu, kiwi này, vân vân, cam này, chúng ta có thể nêu ra rất là nhiều. Một cái vai trò nữa của thực vật đó là gì các em? Dùng để gì? Làm thuốc và làm gia vị, ví dụ như là cái hoa hồi này các em, hoặc là cái vỏ của cây quế này, dùng để làm cái gia vị trong cái nấu ăn. Hoặc là đây là cây gì các em biết không? Đây là cây ngải cứu. Thì chúng ta biết ngải cứu rất là tốt trong việc là làm giảm đau đầu chẳng hạn. Chúng ta dùng cái lá ngải cứu này sắc thật nhỏ ra, rồi trộn với là trứng gà đem hấp, hoặc là đem chúng ta chiên lên, chúng ta sử dụng thì có tác dụng là làm giảm đau đầu. Một cái lĩnh vực tiếp theo nữa của thực vật đó là dùng để làm đồ dùng và giấy. Thì chúng ta biết là ví dụ như một số vùng bây giờ họ trồng cái nguồn nguyên liệu đó chính là cây keo lá tràm. Bởi vì cái cây này trồng rất là nhanh, chỉ trong vòng khoảng 3 năm là thu hoạch được rồi. Và cái nguyên liệu chính này là dùng để làm việc em sản xuất ra giấy. Rồi một số cây gỗ khác là dùng để sản xuất ra đồ dùng, ví dụ như là bàn, ghế, hoặc là cửa ngõ nhà chúng ta, tủ quần áo, vân vân. Một cái vai trò tiếp theo của thực vật đó là dùng để làm cây cảnh và trang trí. Thì con người thì với cái gu thẩm mỹ của mình thì muốn tạo cái cảnh quan mà nó đẹp, quan sát được cái đẹp thì đương nhiên là bản thân chúng ta cũng trở nên phấn chấn hơn, đúng không các em? Đấy, cho nên là ví dụ như cây cảnh là cây có cây cổ thụ và cây bonsai này. Này là cây bonsai, tạo cái thế để chúng ta trồng trong nhà. Hoặc là một số loại hoa, ví dụ như là hoa hồng này, hoa 10 giờ này, hoa giấy này, hoa sữa quân tử này,
hoa loa kèn, hoa huệ tây này vân vân, chúng ta trồng được rất là nhiều, tạo cảnh quan rất là đẹp. Và một cái vai trò cực kỳ quan trọng nữa của thực vật đối với đời sống con người, đó là cho cái bóng mát và điều hòa khí khí hậu, giúp cho khí hậu trở nên trong lành, trong mát hơn. Đấy. Như vậy là chúng ta vừa tìm hiểu xong các cái vai trò của thực vật đối với đời sống con người. Kể tên một số cây có ở địa phương em và nêu vai trò sử dụng của chúng theo bảng 20.1. Thì phần này thì các bạn sẽ tự nêu dựa vào địa phương của mình nha. Và ở đây chúng ta lưu ý là ví dụ như cây ngô là cây để cung cấp lương thực này. Đấy. Và tiếp theo ví dụ như cây hoa sen thì có thể cùng một cây nhưng mà nó sẽ có nhiều cái vai trò khác nhau, cho nên chúng ta có thể xếp nó nhiều và nhiều cái nhóm cây khác nhau. Ví dụ như cây hoa sen dùng để làm cây thực phẩm thì chúng ta biết cái hạt sen thì chúng ta sử dụng nó này, rồi để nấu chè nấu súp này, cái ngó sen thì chúng ta sử dụng nó để làm gỏi vân vân. Cái cây ăn quả này, cái quả sen này, cô gọi là hạt sen, thật ra đó là quả quả sen này. Cây làm thuốc, ví dụ như chúng ta thấy là cái tim sen đây các em, tức là cái phần mà nằm ở trong cái phần hạt sen á, chúng ta sử dụng nó để làm thuốc chữa mất ngủ rất là tốt, như một loại trà, hoặc là sử dụng nó để coi là cây làm cảnh, như chúng ta trồng cái hồ sen thì tạo cái cảnh quan rất là đẹp. Các bạn có thể nêu tên một số loại cây khác, ví dụ như là cây bí đỏ này thì cung cấp thực phẩm này, rồi cây lúa này cung cấp lương thực này, cây xoài này là cây ăn quả này, cây bạch đàn là cây lấy gỗ này, cây làm thuốc, ví dụ như cây tỏi đen này các em, đấy, cây làm cảnh ví dụ như là cây hoa hồng, rồi cây hoa 10 giờ, cây cho bóng mát ví dụ như là cây xanh, cây đa. Đấy, rất là nhiều loại loại cây mà các bạn có thể tự nêu ra. Trong này còn có thể là chúng ta thêm một cái nhóm nữa, đó là cây dược dược liệu, cây hương liệu dùng để làm những cái nguyên liệu, ví dụ như cây tiêu chẳng hạn các em, hoặc là có thể cây công nghiệp, ví dụ như cây mì á, trước đây nó là cây công nghiệp nhưng ví dụ như ở tỉnh Gia Lai thì cây mì có thể được xếp vào cây công nghiệp bởi vì người ta trồng nó với quy mô rất là lớn để cung cấp cho các nhà máy để sản xuất ra tinh bột mì các em, hoặc là bột mì để cung cấp thức ăn cho vật nuôi, cho nên chúng ta có thể nói nó là cái cây công nghiệp. Chúng ta chuyển sang vai trò của thực vật trong tự nhiên. Vai trò thứ nhất là điều hòa khí hậu, thì các bạn có thể nhìn cái hình vẽ này. Như vậy là những cái hoạt động đốt cháy từ cái hoạt động sinh hoạt của con người hoặc là các nhà máy thì sẽ thải ra khí gì? Carbon dioxide. Và carbon dioxide này sẽ được cây xanh nó hấp thụ thông qua quá trình quang hợp dưới tác dụng của ánh nắng mặt trời, và nó sẽ tạo ra khí gì? Oxygen. Và cái khí oxygen này là cung cấp cho hoạt động gì? Hô hấp của gì? Các loài động vật, kể cả con người, và cái quá trình đốt đốt cháy. Và cái hoạt động hô hấp của các loài sinh vật, kể cả con người và kể cả cây xanh. Cây xanh nó cũng hô hấp nha các em, hô hấp cả ngày lẫn lẫn đêm, còn quang hợp thì chỉ diễn ra khi có ánh sáng. Thì cái lượng khí thải carbon dioxide này ở trong không khí dần tăng lên và sẽ được cây xanh như thế nào? Nó hấp hấp thụ. Thì bây giờ các bạn quan sát tiếp cho cô cái sơ đồ hình 20.2 này, ảnh hưởng của thực vật đến khí hậu của một số vùng. Dựa vào cái bảng 20.2 này, hãy cho biết các yếu tố khí hậu ở nơi có nhiều thực vật và nơi có ít thực vật thì nó sẽ khác nhau như thế nào. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu ở nơi có nhiều thực vật thì như thế nào các em. Ánh sáng chiếu xuống mặt đất sẽ rất là yếu bởi vì nó phải chiếu qua cái gì? Qua cái tán cây. Còn nơi có ít thực vật thì ánh sáng chiếu xuống sẽ rất là mạnh. Nơi có nhiều thực vật, ở đây cô phân tích luôn nha, thì cái nhiệt độ nó thấp. Mà chúng ta biết nhiệt độ nó thấp thì nó sẽ tạo ra cái không khí rất là mát mẻ, thích hợp cho sự sống của nhiều loài sinh vật. Còn nhiệt độ mà cao thì nó sẽ không tốt cho cái hoạt động sống của các loài sinh vật. Về độ ẩm ở nơi có nhiều thực vật thì cao, còn độ ẩm thì rất là thấp. Độ ẩm đây là gì? Tức là cái nồng độ cái hơi nước có ở trong không khí. Mà độ ẩm cao thì đương nhiên sẽ mang lại một cái không khí như thế nào mát mẻ hơn rất là nhiều.
Về gió thổi thì nơi có ít thực vật thì gió thổi rất là mạnh, còn nơi có nhiều thực vật thì gió thổi yếu. Như vậy ở đây chúng ta thấy là cái nơi mà có nhiều thực vật này nó sẽ tạo ra một cái không khí, một cái sinh cảnh rất là tốt cho sự sống của các loài sinh vật ở trên trái đất. Cho nên ở đây chúng ta có thể rút ra một kết luận là gì đấy, thực vật nó góp phần gì, điều hòa khí hậu rất là tốt. Như vậy thực vật góp phần làm giảm ô nhiễm không khí như thế nào thì chúng ta hãy quan sát này. Đây là nơi không có cây xanh nhiều, không khí bị ô nhiễm này. Còn nơi mà có nhiều thực vật thì không khí nó trong trong lành hơn. Như vậy các em có thể giải thích được là vì sao chúng ta phải trồng nhiều cây xanh không? Thì ở đây chúng ta thấy này, nếu chúng ta trồng nhiều cây xanh thì cái thứ nhất đó là nó sẽ làm gì? Hít vào cái gì các em? Hít vào cái khí oxy, khí carbon dioxide này là một cái chất khí độc này. Thứ hai này, cái bụi nó cũng bám ở trên lá lá cây này. Trên lá cây chúng ta thấy có những cái lông tơ và nó bám bụi vào vào đó này. Thứ ba nữa đó là gì các em biết không? Một số loài cây còn có khả năng hút những cái chất độc khác chứ không phải là chỉ carbon dioxide đâu. Cho nên là những cái khu công nghiệp thì người ta hay trồng thêm một số cây mà có khả năng hút cái chất khí độc. Rồi một số cây có khả năng tiêu diệt những cái loài vi khuẩn có hại, ví dụ như cây thông ở trên Đà Lạt. Cho nên chúng ta phải làm gì đây? Trồng nhiều cây xanh để làm gì? Để hỗ trợ cái việc lọc không khí trở nên trong trong lành. Như vậy dựa vào kiến thức đã học về oxygen và không khí, em hãy cho biết điều gì sẽ xảy ra nếu như cây xanh trên trái đất bị chặt phá quá mức, khi đó lượng oxygen trong không khí sẽ thay đổi như thế nào? Như vậy nếu như lượng cây xanh mà bị chặt phá quá mức thì chúng ta biết cái lượng oxy ở trên trái đất là chủ yếu là do cây xanh tạo tạo ra. Cho nên nếu như chúng ta khai thác cây xanh quá mức thì đương nhiên cái lượng oxygen trong không khí sẽ bị giảm đi rất là nhiều. Nếu như cái lượng oxygen trong không khí mà bị giảm đi nhiều thì sẽ dẫn tới rất là nhiều hậu quả, như con người sẽ xuất hiện các cái hiện tượng như khó thở, mệt mỏi do thiếu oxy này. Ngoài ra còn phải đối mặt với sự tăng nhanh về các loại gì? Khí độc, bởi vì các loại khí độc phần lớn là được cây xanh hút hút vào, sẽ gây ra cái hiện tượng là biến đổi khí hậu, cho nên là theo cái hướng là tiêu cực đối với hoạt động sống của các loài sinh vật ở trên trái đất. Cho nên chúng ta thấy là chúng ta như thế nào đây, cần phải bảo vệ cây cây xanh đấy. Ví dụ như người ta gọi cái cây này là cây thiếc mộc lan này kem, hoặc là cây dương xỉ này, nó có khả năng hút một số các cái chất độc như là hơi benzen, khí carbon monoxide này. Rồi cây dương xỉ thì có khả năng hút được gì, formaldehyde này. Đấy, những cái chất khí mà nó gây độc cho con người. Chúng ta chuyển sang một cái nội dung tiếp theo, đó là thực vật góp phần chống xói mòn và bảo vệ nguồn nguồn nước. Đấy, các bạn có thể quan sát và thấy điều gì sẽ xảy ra. Ở đây là nơi không có hoặc là có rất là ít thực vật bao phủ. Thì khi có mưa xuống này các em, thì gặp mưa lớn thì nó sẽ rơi trực tiếp ở trên trên đất. Và khi rơi trên đất không có gì bám hết, mà chúng ta biết là tốc độ thì nó sẽ chảy rất là mạnh, từ trên cao nó sẽ chảy xuống ở dưới dưới thấp với tốc độ rất là lớn. Và khi nó chảy với tốc độ lớn thì nó sẽ mang theo đất ở phía trên trên cao và dồn xuống ở phía dưới dưới thấp. Như vậy khi nó mang đất ở trên phía trên cao xuống thì ở trên phần trên đỉnh núi này nó chỉ còn lại trơ lại đá rất là cứng, chúng ta không thể trồng trọt được. Và đến cái mùa nắng, sau khi mà mưa hết rồi thì đến mùa nắng nó sẽ trở nên khô hạn bởi vì không có nước. Còn ngược lại vào mùa mưa, khi nó mang cái lượng đất xuống thì nó chảy theo các cái khe sông suối ao hồ. Với cái một cái lượng đất lớn như vậy thì nó sẽ chặn các cái dòng chảy, gây ra cái tình trạng là lũ lụt ở vùng vùng thấp. Như vậy nếu như nơi không có thực vật thì sẽ gây ra hậu quả rất là lớn, lũ quét, lũ ống ở vùng cao, rồi là gây ra tình trạng là gì, khô hạn ở vùng cao, còn ở vùng thấp thì lại gây ra tình trạng là ngập úng, lũ lụt. Ngược lại ở nơi có rừng chúng ta thấy này, khi mà có mưa lớn xuống thì đầu tiên mưa nó sẽ không rơi xuống được ở dưới đất mà sẽ rơi ở trên tán tán lá cây này.
Sau đó sẽ theo thân cây, chỉ dọc theo thân cây, một phần sẽ theo rễ xuống dưới đất tạo thành cái mạch nước ngầm, nâng cái mạch nước ngầm lên cao và làm cho hầu hết tất cả các loài cây đều có thể hút được mà chúng ta không cần phải tưới nước này. Một phần sẽ chảy tràn ở trên mặt đất thì gặp cái vật cản, đó là các cái gốc cây rồi những cái cây dây leo, làm cho cái tốc độ chảy rất là chậm. Cho nên mà cái nơi có rừng á, thì không bao giờ sẽ gây ra cái tình trạng lũ lụt, bởi vì đất được, nước được thấm xuống ở dưới sâu này các em, không gây ra tình trạng là chảy nữa. Chúng ta chuyển sang một cái vai trò cũng rất là quan trọng nữa của thực vật, đó là đối với đời sống của động vật. Quan sát hình vẽ này chúng ta thấy đây, khỉ thì nó sống ở trên cây này, rồi chim thì làm tổ ở trên cây này, gà thì đang ăn gì, ăn bắp, mà bắp tính là thực vật này, bò thì đang ăn cỏ này, cỏ cũng là thực vật này. Đấy, cho nên thực vật đóng một vai trò, đó là gì, để cung cấp gì các em, cung cấp nơi sống, nơi sinh sản, cung cấp thức ăn cho các loài động vật. Đấy là chúng ta trả lời được câu hỏi này rồi nha, đó là vai trò của thực vật đối với động vật là cung cấp nơi sống, nơi sinh sản và thức ăn. Nêu một số ví dụ về những động vật và nơi ở của chúng theo cái bảng này thì các bạn cũng có thể nêu ra. Ở đây cô làm thêm một cái bảng này nữa này. Đấy. Ví dụ như sâu cuốn lá thì nó sống ở lá cây này. Con chim sâu thì nó sống ở thân cành cây này. Khỉ thì sống ở thân cành cây này. Sóc thì sống ở thân cành cây hoặc là ở dưới gốc cây, thì các bạn có thể nêu thêm nha. Lấy ví dụ tên con vật và tên cây mà con vật đó sử dụng làm thức ăn, nêu rõ bộ phận của cây mà con vật đó sử dụng theo gợi ý ở bảng này. Đấy. Ví dụ như con thỏ thì nó ăn là cà rốt, thì nó sẽ ăn cả lá, cả rễ và cả phần củ của cà rốt. Chúng ta có thể lấy một số ví dụ khác, ví dụ như là con bò chẳng hạn. Con bò thì nó ăn gì các em? Bò thì nó ăn cỏ. Đấy. Bò thì nó ăn cỏ này các em. Thì chủ yếu là nó ăn cái phần lá. Con sóc thì nó ăn hạt dẻ, thì ăn ở đây hạt dẻ chính là phần hạt. Con dơi thì nó ăn quả, mà cụ thể là nó ăn nhãn đó các em, cho nên người ta hay bọc lại á. Và cái thức ăn của nó, cái bộ phận nó sử dụng đó chính là quả. Đấy. Thì như lúc nãy cô nói, một số bên cạnh cái việc là mang lại nhiều lợi ích thì một số loài thực vật nó cũng có hại. Có thể là vừa có lợi vừa có hại, hoặc là có hại thôi. Ví dụ như mũ của cây cà độc dược này thì gây hại cho người. Ở thành phố thì các bạn sẽ thấy rất là nhiều cây gì các em? Cây trúc đào người ta trồng làm cảnh, vừa mát mà cho hoa rất là đẹp. Nhưng mà nhựa của cây này thì nếu mà chúng ta ăn phải, vây phải thì có thể là gây độc, gây chết. Rồi cái cây thuốc lá này các em. Một cái cây kích thích thần kinh rất là lớn, và nếu sử dụng trong thời gian dài có thể gây ra tình trạng là gì? Ung thư phổi, ung thư vòm họng. Nhưng mà nó vẫn được trồng bởi vì đây là cái cây kinh tế ở một số địa phương. Hãy tìm hiểu các biện pháp giữ an toàn cho cơ thể khi tiếp xúc với thực vật có độc. Thì chúng ta có thể gì? Dùng găng tay này, đúng không? Rồi không ăn những cái thực phẩm có chứa nhiều chất độc này, không sử dụng các cái thực phẩm thực vật để chế biến, rồi không sử dụng các loại thực vật hay chế phẩm từ các loại thực vật gây nghiện, ví dụ như cây anh túc, cây cần sa, cây thuốc lá này. Đặc biệt là lứa tuổi học sinh thì không nên sử dụng những cái chất kích thích đó nha các em. Và cuối cùng là chúng ta phải làm gì? Thấy được cái vai trò rất là quan trọng của thực vật thì chúng ta phải làm gì? Trồng và bảo vệ cây xanh. Thì các bạn có thể quan sát và cho biết chúng ta cần làm gì để bảo vệ cây xanh nè. Đó là chúng ta bảo vệ cái cây còn non bằng cách là chúng ta sử dụng những cái ống này để bảo vệ, chừa ra những cái lỗ này là cây nó cũng hô hấp, phần thân nó cũng hô hấp các em, để nó không bí này. Khi nó lớn đạt đến mức độ trưởng thành thì chúng ta sẽ bỏ cái phần ống này ra. Hoặc là chúng ta trồng những cái rừng ngập mặn ở ven biển bảo vệ này, rồi làm những cái giá chống đỡ cây để cây nó đứng vững và qua được mùa mưa bão này. Rồi các bạn có thể sưu tầm thêm một số tranh phong trào như Tết trồng cây rồi đó, các bạn đưa ra khi mà giáo viên hỏi. Tìm hiểu về nguyên nhân có thể làm cho diện tích rừng và đa dạng sinh học là bị giảm. Thì ở đây chúng ta thấy có rất là nhiều nguyên nhân, ví dụ như là họ khai thác rừng để lấy gỗ này, rồi dùng để đốt phá rừng để lấy rẫy trồng trọt này, hoặc là xây những cái khu chung cư
khu nhà ở, khu đô thị, khu tái định cư cho người dân thì đương nhiên là đất cũng từ cái quỹ đất rừng mà ra. Như vậy có rất là nhiều các cái nguyên nhân làm cho đa dạng sinh học bị giảm đi rất là nhiều. Như vậy là bài học ngày hôm nay kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã chú ý theo dõi. Có chỗ nào còn chưa hiểu thì các bạn cứ comment ở phía dưới, cô sẽ giải đáp cho các em nha. Các em nhớ like, share và đăng ký vào kênh thầy Quang nha các em. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em trong clip tiếp theo.